Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Xin hỏi đại chúng chúng ta có hoan hỷ không? Hôm nay chư vị ăn tối có ngon không ạ? Ngon miệng lắm à. Xin đại chúng cho một tràng pháo tay để cảm niệm tri ân công đức của ban ẩm thực đã rất là tuyệt vời vì chúng ta mà dâng lên cho chúng ta những cái món ăn rất là tốt, rất là nhiều chất dinh dưỡng. Chư vị có thấy hoan hỷ không? Một lần nữa xin chư vị cho một tràng pháo tay để cảm niệm tri ân công đức của ban ẩm thực. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch trên chư tôn đức tăng ni, kính thưa tất cả chư vị đồng tu, các cha các mẹ, để tiếp tục vào cái buổi chia sẻ của chiều buổi tối ngày hôm nay, chúng con lại một lần nữa kính xin chư tôn đức tăng ni hãy vì chúng con mà trả lời vấn đáp những cái thắc mắc của chúng con, để chúng con hiểu cho nó thấu, hành cho đúng như lý như pháp, để một đời này chúng con có phước phần vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Dạ, câu hỏi đầu tiên của buổi hội thảo ngày hôm nay con xin được kính gửi đến thầy Tịnh Hải. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy Diệu Âm Tịnh Hải, con tên là Trịnh Quang Huân, sinh năm 1981, pháp danh là Đồng Chí Tịnh. Con có một câu hỏi mong thầy giải đáp cho con tỏ tường. Dạ bạch thầy, con mắc bệnh tâm thần phân liệt thần kinh 15 năm. Mỗi lần con nổi bệnh thần kinh là trạng thái bệnh của con lúc đó là bồn chồn, hoảng sợ. Mỗi lần như vậy, con sợ lắm. Tâm con tán loạn, không tự chủ được. Con không thể niệm Phật được. Con rất sợ thầy ạ. Mong thầy giúp con làm sao con tự chủ được, vượt qua bản thân, làm sao con có thể niệm Phật cầu vãng sanh để tự chủ và niệm Phật được cho thông suốt. Dạ con kính xin tri ân thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Để cho thầy thì ngài. Cái câu hỏi. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch trên chư Tôn Đức Tăng Ni chúng mình. Xin thưa với chư vị, nếu thực sự chư vị bị bệnh về thần kinh phân liệt, nếu mà đúng như chư vị nói, thì đầu tiên Tịnh Hải này nên khuyên chư vị là mau mau mời một ban hộ niệm nào mà chư vị biết đó, năn nỉ họ đến hộ niệm cho mình đi chư vị. Ban hộ niệm có thể dùng cái phương pháp gọi là điều giải để gỡ rối cho chư vị, giúp cho chư vị vượt qua cái ách nạn này. Mà theo như chư vị nói là thần kinh phân liệt trên 15 năm nay rồi, thực sự đây là điều khó. Và nếu mà chư vị nói rõ hơn là cái phân liệt như thế nào, ví dụ như ở đây mỗi lần con nói cái bệnh thần kinh thì trạng thái bệnh của con lúc đó bồn chồn hoảng sợ, mỗi lần như vậy con sợ lắm. Xin hỏi chư vị là người nào mà có cái này, cho Tịnh Hải này hỏi thêm là chư vị khi nổi cơn là nổi như thế nào? Chư vị thấy những cảnh giới gì, có thể cho Tịnh Hải này biết thêm một chút xíu được không? Tại vì cái bệnh thần kinh phân liệt này, xin thưa thực, nó có nhiều chi tiết. Nếu thực sự là do cái tình trạng
gọi là trầm cảm, lâu ngày làm cho tâm bấn loạn, thì có thể khác. Còn nếu mà do chư vị trong pháp giới nhập thân phá hoại lại là một vấn đề khác nữa. Ở đây chư vị nói là hoảng sợ, là tại sao chư vị hoảng sợ? Tốt nhất là xin thưa với chư vị là nếu gia đình mà tin học Phật thì đề nghị là gia đình nên phát tâm phóng sanh, hồi hướng công đức cho chư vị oán thân trái chủ, và đề nghị gia đình cùng thành tâm niệm Phật đi. Và chính cái người mà được mà bị tinh thần này, khi mà tỉnh lại, chư vị hãy phát tâm niệm Phật mạnh mẽ lên. Tinh hải này chỉ có một câu A-di-đà Phật mà nói với chư vị thôi. Chắc chắn chư vị có thể tụng kinh Địa Tạng, có thể tụng chú Đại Bi, có thể tụng kinh Lăng Nghiêm thập chú để giải nạn cũng được. Nhưng mà hình như là một câu A-di-đà Phật giải nạn cho chư vị mạnh hơn, vững hơn. Nếu chư vị phát tâm tin tưởng vững vàng, tin tưởng vững vàng. Tình thực là bây giờ xin hỏi lại một lần nữa là vị nào mà viết cái thơ này có thể là cho tình ảnh này biết thêm một chút chi tiết nữa được không? Dạ, kính xin chư vị nào có câu hỏi này đứng lên ở trong hội trường được không ạ? Ai có câu hỏi này, thầy Thịnh Hải hỏi là chư vị có mặt ở đây thì xin chư vị đứng lên, vì có nhiều chi tiết thầy cần phải hỏi để cho rõ hơn. Tại vì trong câu hỏi này chư vị nói mỗi lần lên cơn thì chư vị sợ lắm. Dạ, dạ. Xin thưa thật với chư vị là nếu mà chư vị thường thấy những cái cảnh giới làm cho cái tâm hồn của mình hoảng sợ thì đây đúng là cái nạn giống như là oán thân trái chủ báo đời, giống giống như vậy chư vị. Nếu thực sự là có chuyện được oán thân trái chủ báo đời thì đây là chư vị thì có thể là vì ngại cho nên không nói, cho nên thành ra là do cứ đố mò. Nếu thực sự mà chư vị thường thấy những hiện tượng này thì đầu tiên là tỉnh hải này khuyên chư vị bắt đầu từ đây đừng sợ nữa. Tỉnh hải này đang động viên cái tâm lực của chư vị mạnh mẽ lên. Qua 15 năm trường bị tình trạng này, nhưng mà bây giờ đây chư vị còn cầm bút mà viết được những lời thư như thế này thì chứng tỏ là chư vị đang ở trong cái trạng thái tỉnh, không bị mê, không bị hoảng sợ nữa. Và nhìn vào nét chữ này, Tịnh Hải thấy rằng là chư vị với viết không có một cái lỗi chính tả nào hết, chứng tỏ rằng chư vị đang bình tĩnh vô cùng. Thì khi bình tĩnh này, nghe rõ là bình tĩnh này nên kéo dài ra đi, đừng để bình tĩnh này ngắn lại một chút. Bằng cách gì đây? Nếu mà chư vị thành tâm nha, tin tưởng nha, thì niệm một câu A-di-đà Phật lên đi, chư vị liền có chư hộ pháp đến bên cạnh chư vị gia trì bảo vệ cho chư vị. Mà chư vị phải tin nha, đọc chú của Phật chư vị phải tin mới có cái hiệu nghiệm. Niệm câu A-di-đà Phật chư vị phải tin thì câu A-di-đà Phật tự nhiên phát quang và có tác dụng. Đây là sự thật chư vị ơi. Hãy tin đi. Khi mà chư vị quyết lòng tin câu A-di-đà Phật nữa thì giả sử như đêm nay đêm mai có cái hiện tượng mà ứng hiện ra nữa, chư vị lúc đó đừng sợ nữa, mà hãy mạnh dạn điều giải đi nha chư vị. Thật sự đấy, chính tình hải này đã giúp cho một vài người chứ không phải nhiều lắm có những hiện tượng mà có thể sợ hãi hơn chư vị nữa, mà những vị này sợ đến nỗi mà còn phải tự tử nữa là chư vị, mà tự tử mấy lần nữa. Nhưng mà sau cùng thì tình hải này cũng xin nói thẳng với chư vị là không cứ chi phải sợ,
không cứ chi vì tự mình hại lên đời của mình, mà đầu tiên là đây là cái duyên giữa mình và một số chúng sanh nào đó trong pháp giới. Nếu mà có cái duyên bất thuận với nhau, tức là duyên oán thù, thì thường thường những cái duyên oán thù này chưa vị tới hung hãn dọa nạt để cho mình sợ. Nhưng mà có dọa gì, dọa 15 năm nay rồi chư vị vẫn còn sống, chư vị vẫn còn tỉnh táo, chư vị vẫn còn vui vẻ và nhờ tỉnh hải này giải quyết. Tức là 15 năm qua những cái vị này không thể làm hại mình được rồi. Chư vị thấy yên tâm chưa? Người nào nghe cái câu này nói yên tâm chưa? Rõ ràng là người ta muốn hại mình 15 năm qua mà người ta hại mình không được. Tại sao vậy? Tại vì không ai được quyền hại mạng của một người nào khác cả. Nếu mà người ta hại mình là người ta mình đã bị nạn rồi, mà người ta hại mình không được, thì bây giờ thêm một đêm, hai đêm, một tháng, hai tháng nữa thì cũng tình trạng giống giống như trong quá khứ. Như vậy thì mình đã quen trong 15 năm qua rồi, thì bây giờ đây chúng ta tập quen luôn cái này đi. Đã 15 năm qua rồi, chư vị dọa tôi sợ, bây giờ tôi không sợ nữa, mà tôi xin thành tâm sám hối với chư vị. Đây, rõ ràng vì tình hải này đang nói về cái pháp hộ niệm đó chư vị. Điều giải liền. Cho nên những người nào mà ở trong cái pháp hộ này mà chưa biết về cái pháp hộ niệm, thì bây giờ nghe những lời này mà biết thế nào gọi là pháp hộ niệm. Pháp hộ niệm thực sự là một pháp tu, nó bao trùm tất cả mọi pháp tu mà mình không hay đấy chư vị. Ngay cái pháp mà cầu an, cầu siêu, điều giải, oán nạn gì, nó cũng là cái pháp hộ niệm này hết. Thì điều giải như thế nào? Đầu tiên xin chư vị phải nhớ cho, ví dụ như từ sáng tới giờ chúng ta nói rất nhiều về cái tình trạng mà của người phàm phu này tạo nghiệp nặng lắm, lớn lắm. Thì hôm nay đề nghị với vị mà đang viết cái thơ này, hãy tự mình xác nhận rõ ràng đi, chính mình là một thủ phạm tạo tội nghiệp đau khổ cho chúng sanh lớn lắm. Đúng ra họ làm mạnh hơn nữa, chứ không phải họ làm như vậy đâu. Chưa vị thấy chưa? Như vậy thì rõ ràng khi mà mình biết mình là tạo tội chứng sâu nặng, thì đáng lẽ họ trừng trị mình nặng hơn nữa, mà đây họ mới có cảnh cáo mình 15 năm qua thôi, chứ chưa không làm gì mình cả. Thì bây giờ đây đầu tiên mong chư vị hãy nhớ là sám hối nghiệp chướng. Sám hối nghiệp chướng, kiết thành sám hối, có cái khả năng chuyển cảnh giới từ sợ hãi chuyển qua an lành đấy chư vị. Từ cái chỗ là mình bị khủng hoảng chuyển qua cái chỗ an tịnh đó chư vị. Như vậy bây giờ đầu tiên sám hối như thế nào? Nhận mình là người tạo tội chướng với họ. Bây giờ nếu mà gặp chư vị, mạnh dạn lên, hãy thành tâm khấn nguyện. Nếu mà có gia đình ở đây thì gia đình cùng nhau khấn nguyện. Nếu mà gia đình mời ban hộ niệm, ban hộ niệm tới khấn nguyện giùm cho mình, họ chỉ cho mình con đường này, là mong những người này đầu tiên đừng sợ, mà bây giờ chắp tay lại khấn nguyện. Chư vị ơi, tôi là phàm phu đã lỡ lầm, làm sai trái với chư vị, cho nên chư vị tới báo đời tôi, phá hoại tôi hoàn toàn không có một cái ý niệm nào là căm hờn buồn giận chư vị cả, mà tôi thành tâm sám hối, kiết thành sám hối của tội lỗi của tôi. Tôi cầu mong cho chư vị hãy tha thứ tôi đi, và chúng ta hãy kết thành bạn lữ đi. Hãy niệm Phật với tôi đi chư vị, cầu sanh Tây Phương đi chư vị. Chúng ta cùng nhau giúp vượt qua tất cả những cái ách nạn khổ đau của cái thế ta bà ngũ trược này, trở về Tây Phương đi. Chư vị có nghe rõ ràng là giờ ông nói vậy chư vị rõ ràng chưa? Hãy mời gọi họ niệm Phật vãng sanh đi, và hãy phân tròn với họ rằng là người phàm phu, tôi là người phàm phu, tôi không trốn được cái
những lúc mê mờ này. Mà là phàm phu thì làm sao mà không có sai lầm. Thì bây giờ đây tôi đã biết đạo rồi, đã người có người chỉ điểm cho tôi con đường giải thoát. Tôi xin tin tưởng cái con đường giải thoát đó, đó là niệm A-di-đà Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Tôi quyết lòng niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Ngày nào tôi còn sống ở đây, tôi còn niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Và tôi đem tất cả công đức này tôi hồi hướng cho chư vị, tôi bù đắp lại những tội lỗi xưa, tôi cầu mong cho chư vị hướng được cái lợi lạc của công đức này. Chư vị cứ thành tâm làm đi, thành tâm làm đi. Và sau nữa, và chính mình dặn lại một cái điều mà Tịnh Hải Thượng nói, không được sợ sệt. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật có đưa ra ba cái phạm trù, ba cái điểm mà chư vị cần nên nhớ. Một là cái nghiệp chướng ách nạn, cái ma chướng của mình rất lớn. Họ tới mình 15 năm là họ chưa phải là dùng hết tất cả cái tận lực của họ mà ra đâu. Với hơn nữa là chư vị cũng có nhiều cái phước đức, nhiều cái thiện căn và có nhiều sự hộ trì bảo vệ. Cho nên 15 năm qua những vị này không có đủ lực phá hoại chư vị. Như vậy thì rõ ràng là chư vị thực sự có cái phước lớn lắm đây, chứ không phải là nhỏ đâu. Nếu không thì họ làm cho chư vị phải sợ hãi mà tự tới chết. Nữa là khác nữa. Nhưng mà họ chưa làm như vậy, trước đó là chư vị còn có đủ cái căn lành mà vượt qua cái ách nạn này đấy. Rồi bây giờ mình hiểu được là tại sao mình có cái oán nạn này, là chính do mình làm ra, gọi là nghiệp chướng của mình nó lớn vô cùng. Không phải như vậy đâu. Nó chờ cho khi nào mà mình sắp sửa buông báu thân ra đi, lúc đó người ta mới dùng tất cả những tấm lực của họ mà công kích một lần cuối cùng để mình bị nạn. Như vậy thì bây giờ đầu tiên là chư vị hãy xác nhận cái nghiệp này vô lớn vô cùng, không phải nhỏ như mà chư vị kể ra đây đâu. Nhưng mà bên cạnh đó Phật có nói một cái điểm nữa nha chư vị, là Phật lực gia trì có cái sức mạnh bất khả tư nghị, gọi là chư Phật thánh lực bất khả tư nghị. Nếu mà chư vị làm sao mà được chư Phật thánh lực mà hỗ trợ cho chư vị, thì cái lực của chư Phật hỗ trợ cho chư vị có thể giúp cho chư vị coi như là ngang, coi là bình đẳng, coi như là hòa luôn cái chuyện mà giải ách nạn này đấy. Thì muốn làm sao cho chư Phật thánh lực hộ trì cho chư vị, thì chư vị hãy nghiên cứu pháp hộ niệm đi. Pháp hộ niệm dạy rằng là không được sát sanh hại vật. Bắt đầu từ đây chư vị quyết lòng thề rằng là tôi không sát sanh hại vật, dẫu cho con kiến, con gián, con ruồi, con muỗi, tôi cũng không nỡ lòng nào mà giết hại chúng. Chư vị làm được không? Để cứu mình đi. Nếu mà thành tâm hơn, chư vị có chút tiền, chút bạc gì đó, thành tâm mua những con vật mà người ta chuẩn bị đem đi giết để mà phóng sanh đi. Tất cả những ách nạn này đều liên quan đến vấn đề sát sanh hại vật nhiều lắm. Bây giờ chư vị tỏ cái lòng thành ra là mình không sát hại sinh vật rồi nè, mình thiêu sinh vật rồi, mà mình cũng phóng sanh nữa để hồi hướng công đức cho họ. Và rồi gì nữa đây chư vị? Còn một điểm nữa tối quan trọng, đó chính là cái tâm lực của chư vị, cái nghị lực của chư vị. Phật dạy là tâm lực bất khả tư nghị, cái lực của cái tâm hồn chư vị bất khả tư nghị. Cái tâm này mà chư vị sử dụng đúng, chư vị đi làm Phật. Chư vị mà sử dụng con đúng có thể đi làm ma. Ví dụ như chư vị tiếp tục mà sợ hãi những cái chuyện này thì tự nhiên chư vị bỏ mất cái tâm giải thoát của chư vị, mà chư vị cứ lượm lấy, bám lấy cái tâm đọa lạc, cái tâm kinh hoàng, tâm hải kinh, để khi mà mình sắp sửa
thân tàn sức kiệt rồi, họ sẽ tấn công cuối cùng nữa, chư vị khó có thể thoát khỏi ách nạn. Như vậy thì ứng dụng vào kinh Phật, rõ ràng là pháp hộ niệm ứng dụng kinh Phật. Ứng dụng cái gì nè? Biết rõ ràng cái nghiệp chướng của mình, cái ma chướng của mình, cái oán hờn của mình, mình đã tạo ra cho chúng sanh rất lớn, chứ không phải như vậy đâu. Đây là cái lực lượng mạnh vô cùng, nó làm cho chư vị phải điên điên đáo đáo 15 năm qua, đúng không? Có những người điên điên đáo đáo đến người tự tử nữa, đúng không? Rõ ràng là mạnh vô cùng. Nhưng mà bên cạnh đó mình phải hiểu rằng cái tâm lực của mình cũng ngang ngửa với cái nghiệp lực đó, chứ không phải. Như vậy thì khi mà cái tâm lực của mình nó mạnh đi, là tự nhiên cái tâm lực của mình có thể sang bằng, bình đẳng, có thể là hòa hòa với cái lực của ma chướng bá hại mình. Như vậy giữa cái lúc hòa đó mà mình được sự gia trì của chư Phật nữa, thì hai cái lực bất khả tư nghị này nó sẽ đánh bạc cái của cái ma lực ra ngoài. Chúng ta an toàn để đi vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chư vị thấy rõ ràng cái phương pháp giải quyết chưa? Như vậy thì những người nào mà thực sự làm này phải tin đi. Đầu tiên chư vị đừng sợ. Bây giờ điều giải, điều giải thì phải điều giải cho đến cùng. Không được hôm nay thì điều giải, ngày mai kêu thầy pháp tới dùng bùa, dùng chú, dùng lực gì đó đánh đập người ta. Nếu mà chư vị làm như vậy là chư vị không có cái tâm sám hối đâu. Mà hãy thành tâm sám hối rồi điều giải. Mình chỉ lấy lòng thành mình sám hối rồi quyết chí niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Tình thái này cứ nhắc mãi là niệm Phật cầu sanh tịnh độ, chứ tình thái này không nói là niệm Phật cầu giải nạn. Chư vị nghe cho kỹ nha, chứ đừng có lầm lẫn nha. Nếu mà chư vị niệm Phật để cầu hết bệnh, niệm Phật để cầu giải nạn, thì chư vị đã làm lệch mất cái tông chỉ giải thoát, một cái đại pháp cứu tinh cho chúng sanh, nhất là hàng phàm phu chúng ta. Mà cái pháp niệm Phật là một cái đại pháp của Phật để lại, do đại nguyện của Đức A Di Đà cứu độ tất cả chúng ta vượt qua ách đạn này để đi về Tây Phương theo cái tông chỉ gọi là đới nghiệp vãng sanh. Chư vị được quyền đối nghiệp vãng sanh. Như vậy thì chư vị có tin vững chưa? Giả sử như đêm nay về nhà nằm, chư vị đó tới hù dọa gì đó, chư vị đừng lo đừng sợ. Đã biết đạo rồi đừng sợ. Đây là cái vốn của mình, chứ không phải cái vốn của mình trả lại cho mình. Thành tâm sám hối, biết rằng đây là cái cánh khổ đưa mình vào tam a đọa độ, thì bây giờ mình quyết tâm quyết chí, quyết lòng vượt khỏi ách nạn này đi, là quyết lòng niệm A Di Đà Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, thì liền được Phật lực gia trì, chư Phật thánh lực. Thánh lực nghĩa là chư Bồ Tát, chư vị hộ pháp Thiên Long Bát Bộ gia trì cho chư vị. Lực lượng này vô cùng hùng hậu, vô cùng mạnh mẽ và an toàn cho chư vị. Nếu mà chư vị thành tâm thì được các ngài gia trì. Một lời nói của các ngài nó có giá trị bằng 1000 lời nói của phàm phu chúng ta. Chư vị thấy rõ ràng được. Như vậy thì ở giữa đêm khuya bất cứ lúc nào, chư vị có lòng thành gọi là chí thành chứng, chư vị hướng được tất cả những lời lạc này. Mong cho chư vị nghe những lời này và ứng dụng liền đi. Đừng lo sợ nữa, quyết chí thành tâm sám hối, tìm con đường bản thân đi. Nếu có điều gì mà mình chưa rõ, mời ban hộ niệm đến, từng bữa người ta nhắc nhớ thêm những chi tiết, ta gặp mình, ta tâm sự với mình để thêm những chi tiết cho mình giải nạn. Chứ còn bắt tình hải này nói là nói mò, nói đưa đò, chứ tình hải này chưa gặp mặt chứ vị chưa khai rõ những chuyện này, thì không biết làm sao mà tịnh hải giải nạn được. Mong chư vị mau mau tìm ban hộ niệm. Và xin các ban hộ niệm, những người nào mà chưa biết điều giải cái này, hãy tiếp tục nghiên cứu tường tận tỉ mỉ. Chư vị sẽ phát hiện ra là trong pháp hộ niệm có cái cách điều giải oan nạn này tuyệt vời lắm chư vị ơi. Tốt lắm đấy chư vị ơi. Cứu người, cứu ta, cứu độ chúng sanh là như vậy đó.
cứu luôn cái người đang bị tinh thần này, cứu luôn chư pháp giới có duyên với vị này. Chúng ta đang là con người, cứu nhau chứ không bao giờ hãm hại nhau, không giờ ép buộc ai hết, phải không chư vị? Nhớ nhé. A Di Đà Phật. Giờ xin đại chúng cho một tràng pháo tay thật lớn để cảm niệm và tri ân công đức của thầy Thích Tịnh Hải. Chư vị có thấy pháp hộ niệm vi diệu không ạ? Nếu mà chúng ta tin tưởng chắc chắn là có lợi ích, mọi vấn đề nêu ra có thể áp dụng pháp hộ niệm đều có thể giải quyết được. Trường hợp này mà gia đình và người bệnh này tin tưởng mà mời ban hộ niệm thì chúng con cũng tin tưởng là sẽ được giải quyết. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng con xin hỏi thầy Thích Tịnh Hải một câu nữa. Nam Mô A Di Đà Phật, thầy cho con hỏi, cha con bị ốm lặng, trí nhớ thì bị lẫn rồi, lúc nhớ lúc quên, không niệm Phật được, con làm phận con không giúp gì được, chỉ có phát tâm niệm A Di Đà Phật, vậy con niệm thay cho cha con có được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc không ạ? Con xin cảm ơn thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Tình thật xin thưa với chư vị, trên đời này không ai tu thế cho ai được hết. Con cũng không tu thế giùm cho cha, mà cha cũng không tu thế được cho con. Cha chỉ cho tiền con, con thấy cha yêu quá thì con kiếm chút tiền tới biếu cho cha, để mà cha ăn chút cháo chút bánh, giúp nhau về tiền bạc phước báu thì có thể được. Chứ còn cái công đức niệm Phật, cha mình phải niệm Phật. Chư vị ơi, trong cái tình trạng này là cha bị ốm nặng, trí nhớ có lúc nhớ lúc không, là đi vào tình trạng bị lẫn lẫn rồi đấy. Đây là cái trường hợp khó chứ không phải dễ đâu. Mong chư vị nếu thực sự là người con báo hiếu, chư vị có thể thay cho cha làm việc này nè, là phóng sanh lợi vật, làm bất cứ những việc thiện lành gì, hồi hướng công đức cho oán thân trai chủ của cha mình, hồi hướng công đức cho cha mình, cầu Phật lực gia trì cho cha mình, rồi chư vị phát tâm niệm Phật cho mạnh lên. Vì cha mình mà mình niệm Phật thì xin thưa với chư vị là cha mình có thể hướng được 1/7 là nhiều chứ không có lớn đâu. Nhưng mà nếu 1/7 mà cái công đức của chị bị lớn thì 1/7 đó cũng lớn. Và luôn luôn cầu Phật lực gia trì, luôn luôn khuyên cha mình phát tâm niệm Phật. Nếu trong thời gian tu hành này mà chị bị làm nhiều việc công đức hồi hướng, nhiều khi cha mình tỉnh dậy, nhiều khi những cái nghiệp chướng của cha mình nó yếu đi, có thể giúp cho cha mình có một cái cơ duyên tỉnh lại và niệm Phật thì tuyệt vời vô cùng. Và xin thưa với chư vị, nếu mà trong gia đình có cái lòng thành mời ban hộ niệm đến, và xin hứa với Tịnh Hải là xin thưa với thầy, con mà mời ban hộ niệm đến, con sẵn sàng nghe từng điểm của ban hộ niệm hướng dẫn. Chư vị làm đi thì có nhiều hy vọng giúp cho cha mình tự nhiên tỉnh lại và có thể phát tâm niệm Phật. Xin thưa thật là có những người mà bị nghiệp chướng ma chướng gì đó làm cho tâm thần bất an, trí nhớ nhiều lúc quên đi hoặc là lú lẫn đi, mà chịu nạn 10 mấy 20 năm trường. Nhưng mà nhờ cái lòng thành làm phước làm thiện của con cái trong gia đình, con cái cùng nhau phát tâm niệm Phật lạy Phật, vì cha mình mà niệm Phật lạy Phật, rồi đem công đức hồi hướng cho người cha, đem công đức hồi hướng cho ấn thân trái chủ. Và xin thưa thật với chị vị, cũng ứng dụng luôn cái phương pháp gọi là điều giải của pháp hộ niệm. Thì mong chư vị là nên liên lạc với ban hộ niệm để họ giúp cho chư vị cái phương pháp điều giải. Chắc
chắn là mỗi lần tới như vậy ban hội niệm cũng điều giải trước mặt chư vị luôn, chứ không có điều giải bí mật đâu. Mình lợi dụng cái đó cái thành tâm mà làm, nhiều khi nhờ cái cơ duyên này mà giúp cho người cha mình tự nhiên tỉnh táo lại. Có đấy chư vị, khi mà tỉnh táo rồi chúng ta tiếp tục hộ niệm để mà cho người vãng sanh, có thể người cha mình vượt qua cái ách nạn mà đi vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nói chung, xin thưa với chư vị, tất cả đều ở chỗ là thành tâm niệm Phật. Thành tâm niệm Phật, câu Phật hiệu thực sự bất khả tư nghị. Chính tình nãy này đã từng trải qua nhiều cái chuyện lạ lùng lắm. Một người mê man bất tỉnh nhiều ngày nhiều tháng mà chỉ còn gia đình thành tâm niệm Phật hồi hướng công đức cho ông thân cho chủ, gia đình thành tâm niệm Phật hồi hướng công đức cho cha mình. Điều giải như cách như vậy mà một thời gian tự nhiên người cha người mẹ mình tỉnh dậy, rồi sau đó ban hộ niệm tiếp tục trợ niệm vô, tự nhiên người đó ra đi tốt lắm. Đây là cái hiện tượng được Phật lực gia trì để chư vị. Mong chư vị tin tưởng, chỉ có niềm tin mới có thể cứu được chỗ này. Nếu chư vị nửa tin nửa ngờ thì đành phải chấp nhận thương đau. Chứ bây giờ ban hộ niệm thực sự không có một cái thần lực nào giúp cho cha mẹ mình tỉnh lại. Và tình hải này cũng không có một cái năng lực nào mà để khai thị cho người cha mình tỉnh lại. Nhưng mà chỉ hướng dẫn cho chư vị lấy lòng thành lòng kính mà tu hành đi. Nhất là không được sát sanh hại vật, nhất là cạnh tranh ganh tị đấu tranh với đời chấp trước, buông đi chư vị. Rõ ràng nhìn thấy một người cha mình bị nạn như vậy là một bài pháp sống thực cho con đường tu hành của chư vị. Hãy cố gắng thành tâm đi để chư hộ pháp gia trì, cầu cho chư Phật gia hộ cho cha chư vị sớm ngày tỉnh lại để niệm Phật vãng sanh nha chư vị. A Di Đà Phật. Dạ, xin đại chúng cho một tràng pháo tay thật lớn để kể cảm niệm tri ân công đức của thầy Tịnh Hải. Dạ, không ngờ là pháp hộ niệm lại vi diệu đến mức độ như vậy. Nếu mà chúng ta thành tâm tin tưởng lắng nghe lời thầy Tịnh Hải chia sẻ và làm theo lời hướng dẫn của ban hộ niệm thì chúng ta sẽ thấy được cái kết quả. Dạ, kính mong gia đình thành tâm làm theo lời hướng dẫn của thầy. Dạ, câu hỏi tiếp theo chúng con xin gửi đến thầy Thích Đạo Thịnh. Nam mô A Di Đà Phật. Bố con năm nay đã 90 tuổi. Muốn phát tâm, mới phát tâm niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Chúng con ủng hộ bố và muốn mời ban hộ niệm. Nhưng mẹ con rất phản đối. Bố con lặng tai, phải đeo máy trợ thính. Trường hợp bố con mất mà mẹ con không cho mời ban hộ niệm, chúng con đã học hộ niệm, sẽ làm hộ niệm cho bố. Vậy xin hỏi là lúc lâm chung bố con có được dùng máy trợ thính không ạ? Để chúng con nhắc nhở bố con niệm A-di-đà Phật và buông xả vạn duyên. Con xin thành tâm cảm niệm tri ân công đức của thầy. Nam mô A-di-đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể đại chúng. Chúng ta biết là như thế để thấy rằng là cõi ta bà này quá khổ. Và như thời thầy Diệu Âm Tịnh Hải vừa khai thị đấy, cái nghiệp duyên chúng ta tạo trong vô lượng kiếp nó quá sâu nặng. Trên đời này nó chướng ngại chúng ta rất nhiều. Cả một đời mình chưa biết tu hành, năm nay cụ đã 90 tuổi mới phát tâm niệm Phật. Thì cái thời gian 90 năm trở về trước là chưa biết niệm Phật. Như vậy là trong tâm chúng ta quá nhiều những cái duyên tạp. Và chính cái duyên tạp này nó chiêu cảm đến cái quả hiện tại là người mẹ, có nghĩa là cũng là người vợ đúng không?
nên chướng ngại cái việc niệm Phật cầu vãng sinh. Nếu như mà những người con khéo léo ấy, thì cố gắng động viên người mẹ của mình để cho người mẹ đồng ý cái việc mà mình niệm, mời ban hộ niệm để giúp cho bố mình, để cho ông có thể đời này được an toàn, được sự hộ niệm đúng lý đúng pháp của ban hộ niệm, thì may ra cái thiện căn phúc đức nhân duyên từ nhiều đời kiếp của ông về trước nó dồn về đúng cái thời khắc lâm chung, thì ông cũng có được cái phúc phần vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Còn về việc cái đeo cái tai trợ thính khi lâm chung ấy, thì đạo thầy nghĩ không cần thiết. Bởi vì khi ông còn sống ấy, thì nặng tai thì dùng được. Thì lúc đấy những người con cố gắng động viên cho ông giữ vững cái lòng tin, thấy rõ được cái sự khổ ở cuộc đời mà quyết chí cầu sinh Tây Phương Cực Lạc, và ông chịu niệm Phật là thành công rồi. Đấy. Khi mà ông chịu nghe lời, chịu buông xuống cái cõi giả tạm này, chịu buông xuống cái tấm thân giả tạm này để đi về Tây Phương Cực Lạc, chỉ cần ông quyết lòng như thế thì vào thời khắc lâm chung nó sẽ xảy ra hai hiện tượng. Một, hai trường hợp nhé. Một là ông sẽ nhìn thấy A-di-đà Phật đến và ông sẽ theo A-di-đà Phật vãng sinh Tây Phương Cực Lạc rồi mới tắt hơi. Trường hợp này là trường hợp các ban hộ niệm, đi hộ niệm đã từng chứng kiến rất nhiều. Có những người bệnh là thấy Phật chào đại chúng ra đi. Trường hợp này quá tuyệt vời rồi. Còn sẽ có trường hợp thứ hai là trường hợp mà trong thân trung ấm. Có nghĩa là sao? Nghĩa là tắt hơi rồi, nhưng cái tâm thức, cái thần thức mà thế gian gọi là linh hồn, nó vẫn nằm trong cái thân xác này. Thì lúc ấy hoàn toàn cái việc cái tai này không chướng ngại đến cái tâm thức nữa, và cái mắt này cũng không chướng ngại đến tâm thức nữa, mà lúc đấy là các cái căn nó thông suốt. Đấy. Thông suốt biết hết ạ. Bình thường chúng ta đang nghe đây ạ, là có cái lỗ tai này là nghe bằng phù trần căn, có nghĩa là cái căn mà chúng ta tạm hiểu nó là cái căn, căn của cái xác thân này. Chứ còn khi mà lâm chung tắt hơi rồi ấy, lúc đấy nghe không phải nghe bằng cái tai này nữa, mà nghe bằng tính nghe. Tính nghe mà trên kinh Lăng Nghiêm Phật dạy ấy, đấy, gọi là tịnh sắc căn, gọi là nghe bằng cái tính nghe. Để lấy ví dụ, đạo thành lấy ví dụ là khi chúng ta nghe đây là chúng ta đánh một tiếng chuông, chúng ta nghe keng một cái, thì hỏi chúng ta là có nghe không, thì chúng ta bảo con có nghe. Thế nhưng khi không đánh chuông nữa thì hỏi có nghe không, thì chúng ta bảo không nghe gì. Không nghe gì đấy chính là cái tính nghe mà trên kinh Lăng Nghiêm Phật đã khai thị cho ngài A Nan đấy. Đấy. Thì khi một người lâm chung sẽ nghe bằng cái tính nghe đấy và sẽ thấy bằng cái tính thấy đấy, chứ không phải thấy bằng cái mắt thường này nữa, mà không phải nghe bằng cái tai thường này nữa. Đấy. Thì trong cái trường hợp trung thân trung ấm như thế thì chúng ta khai thị, nhắc nhở, khuyến tấn mà người lâm chung mà buông xuống được cái tâm thức đấy, mà buông hết được xuống tất cả các duyên khác, mà chỉ nhớ câu A-di-đà Phật, niệm A-di-đà Phật, thì trong thời khắc một niệm duy nhất đấy thôi là chúng ta lên hoa sen theo A-di-đà Phật vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Đấy, để chúng ta biết như thế, cho nên thôi người con cố gắng nhé. Các người con biết tu rồi, biết hộ niệm rồi, thấy cha mẹ mình thương lắm. Chính cái điều này là cái điều mà Thầy Dư Âm Tịnh Hải làm tấm gương cho chúng ta đấy. Khi mà Thầy biết tu hành, Thầy thương cha mẹ, thì bắt đầu cầm bút viết những lá thư cho cha mẹ. Mà cũng từ cái nhân duyên đấy, hôm nay chúng ta có được một cái pháp môn tu, có được một cái phương pháp để giúp đỡ cho cha mẹ thân bằng quyến thuộc chúng ta đời này có thể tin tưởng niệm Phật cầu sinh Tây Phương Cực Lạc.
Đồng thời chính bản thân chúng ta cũng hưởng được lợi ích. Nếu như mỗi chúng ta tin tưởng và niệm Phật, thì những người con hãy phát cái tâm vì cha mẹ mình mà niệm Phật, vì chính mình mà niệm Phật, thậm chí vì tổ tiên, ông bà, cha mẹ trong vô lượng đời kiếp qua mà niệm Phật, vì oán thân trái chủ đời đời kiếp kiếp chúng ta đã tổn hại họ mà niệm Phật. Thì với cái tâm này, chúng ta đem tất cả cái công đức đấy phát nguyện cầu sinh Tây Phương Cực Lạc và hồi hướng cho bố mình có thể minh mẫn ra, có thể sáng suốt ra. Thậm chí nhá, Đạo Thành đã từng nghe các cư sĩ đi hộ niệm nói rằng có những người bình thường bị điếc nặng tai, nhưng trước giờ lâm chung lại nghe rõ, rất rõ ràng. Hình như Đạo Thành nhớ không nhầm, trong một tọa đàm nào đó Thầy Dụ Âm Tinh Hải có nhắc đến, đúng không ạ? Trước giờ lâm chung là nghe rõ sáng suốt. Đây là cái minh chứng sự gia trì hộ niệm của Phật Bồ Tát Thiên Long Hộ Pháp nữa đấy ạ. Đồng thời nó là cái thiện căn, phúc đức nhân duyên của chính cái người đấy, nó dồn về đúng cái lúc lâm chung. Nhân đây Đạo Thành cũng chia sẻ với đại chúng, chúng ta nên nhớ rằng đừng có thấy một người làm ác mà chúng ta xem thường họ. Bởi vì biết đâu đến giờ lâm chung thiện căn phúc đức từ vô lượng kiếp nó dồn về đúng giờ lâm chung, họ gặp thiện tri thức nhắc nhở, khai thị, khuyến tấn, động viên, họ phát khởi tín tâm niệm Phật vãng sinh Tây Phương Cực Lạc giống như Trương Thiện Hòa. Còn nếu như chúng ta thấy một người thiện lành, chúng ta cũng đừng có vội nghĩ rằng người đấy ngon lành, chưa chắc. Những trưởng ban gần đây mất phần vãng sinh đấy, những trưởng ban hộ niệm đấy. Cho nên tất cả người không vãng sinh cũng là tấm gương cho chúng ta học, mà người đã vãng sinh cũng là tấm gương để chúng ta học, để chúng ta quyết lòng. Đời này mỗi chúng ta nhớ, làm gì thì làm, quan trọng nhất là chính mình phải vãng sinh. Cái điều này Đạo Thành được nghe cư sĩ Phúc Trí chia sẻ rất là thấu đáo. Có nghĩa làm gì chăng nữa, hộ niệm cho bao nhiêu người vãng sinh chăng nữa, mà đến lượt mình không vãng sinh là thất bại đấy. Để mong cho những người con cố gắng nhá, cố gắng đem cái tâm này, cái tâm tha thiết niệm Phật cầu sinh Tây Phương Cực Lạc để mà hồi hướng cho bố mình, để bố mình quyết lòng khởi dậy được cái tín tâm, nguyện tâm để ông quyết lòng niệm Phật vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Cũng đồng thời hồi hướng cho mẹ mình, để biết đâu mẹ mình chuyển cái tâm và hóa giải được cái nghiệp giữa mẹ và bố ấy, thì mẹ không cản trở bố nữa. Một ngày nào đấy mẹ lại vui vẻ cho con, cho các con mời ban hộ niệm đến hộ niệm cho bố là mình thành công rồi nhá. A Di Đà Phật ạ. Và xin đại chúng cho một tràng pháo tay thật lớn để cảm niệm tri ân công đức của Thầy Thích Đạo Thịnh. Xin chư vị hãy lắng nghe những chư vị nào có câu hỏi và chư vị nào có cái trường hợp mà chúng ta tương tự như vậy thì chúng ta đều có thể áp dụng được. Pháp hộ niệm rất là vi diệu, rất là cụ thể và chính xác. Nếu mà chúng ta trân quý, nghiên cứu, lắng nghe, làm theo, chắc chắn là chúng ta có tiện lợi. Câu hỏi tiếp theo chúng con xin được gửi đến Thầy Thích Hạnh Phú. Nam Mô A Di Đà Phật, con xin đặt một câu hỏi. Con làm nghề buôn bán hải sản đã chết. Vì cuộc sống mưu sinh, con phải làm nghề này mới đủ lo cho gia đình. Thân tâm con lúc nào cũng hướng về tịnh độ. Hiện giờ con buông hết tất cả tham sân si, con chỉ còn làm nghề buôn bán hải sản đã chết thì con mới đủ lo cho gia đình, vì con của con còn ăn học tốn nhiều tiền nên con chưa buông bỏ nghề của con được. Con tri ân Thầy chỉ dạy cho con. Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật. Hạnh phúc con kính bạch trên Chư Tôn Thiện Đức Tăng Ni chứng minh. Kính thưa với tất cả đại chúng ở trong hội trường này, nghe câu hỏi này, đại chúng có thấy cõi ta bà này khổ không? A Di Đà Phật. Vì thế mà chính vì cõi ta bà này chúng sanh khổ quá, nên Ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo á, Ngài mới phát ra 48 lời nguyện để cứu độ chúng sanh, trong đó nhằm chúng sanh thời mạt pháp là chính. Vì thế mà hồi chiều đây Hạnh Phúc có ngồi nói chuyện với thầy Đạo Thịnh, nói tới cái vấn đề ta bà khổ, thì trong kinh Vô Lượng Thọ phẩm thứ 37 có nói mình tu một ngày một đêm ở đây á, 24 tiếng hồ á, cái công đức á bằng 100 năm trên cõi Tây Phương Cực Lạc. Tại sao? Ở đây chướng duyên nhiều quá, đúng không? Nhiều khi á, cái tâm mình là tâm thiện, nhưng mà hoàn cảnh bắt mình phải làm người sát sanh, nó bán thân mạng chúng sanh, nhiều khi mình không muốn. Về Tây Phương Cực Lạc rồi á, trên đó chỉ có một cái nghề thôi, đó là nghề học sinh, gọi là Đức Phật A Di Đà là thầy giáo, còn tất cả thánh chúng trên đó là chỉ là học sinh, ngày ngày nghe pháp, do đó không cần phải buôn bán nữa. Vậy đại chúng có muốn về Tây Phương Lạc không? Hay quá, vỗ tay đi. Vậy trở lại với câu hỏi này, xin thưa với đại chúng đồng tu, tuy rằng cái thân xác của chúng sanh này chết, nhưng mà linh hồn không có chết. Trong cái một cái trả lời trong kinh Địa Tạng, Hòa Thượng Ân Sư Ngài có nói mỗi chúng sanh có hai cái mạng, một là thân mạng, hai là huệ mạng. Chết chẳng là chết cái thân mạng mà thôi, còn cái huệ mạng hay còn nói chúng sanh gọi là linh tánh đó, hay là linh hồn đó, hay còn gọi là thần tức đó, không chết. Vì thế mà nó cảm nhận cái xác gọi là nó đau đớn dữ lắm. Do đó mà Hòa Thượng Ân Sư Ngài có giảng trong kinh Địa Tạng, Ngài nói rằng là thế gian này có 360 nghề, chứ không phải có một nghề, đúng không? Vì thế mà trong kinh Phật cũng có nói là Phật tử, Đức Phật khuyên nha, là Phật tử đừng nên làm 7 nghề sau đây. 7 nghề sau đây: thứ nhất là buôn bán thân xác của chúng sanh, thứ hai buôn bán thuốc phiện, thuốc cấm đồ, thứ ba buôn bán vũ khí. Nói chung là có 7 nghề, 4 nghề sau phủ quên mất rồi, cũng nhớ lâu quá quên, giờ nhớ có 3 nghề thôi. Mà Hòa Thượng nói gì? Đặc biệt là thân xác chúng sanh, chư vị ơi đừng có bán nữa. Tại vì tâm ta là tâm từ bi, mà chúng ta làm cái nghề đó vô tình á, vô tình nha, cái tâm từ bi càng ngày càng nó bị lụi tàn, lụi tàn, lụi tàn luôn. Vì thế mà ông bà mình có nói á, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Khi mà mình gần với cái gọi là cái xác thịt chúng sanh nhiều quá đó, khi mà chúng sanh nó thành gọi linh hồn á, là cái âm khí nó rất là nhiều. Vô tình mình tiếp xúc với âm khí nhiều quá thì chính bản thân mình nó cũng không tốt. Vì thế mà Thú nhớ tới một cái câu hỏi của một vị đồng tu hỏi thầy Diệm Tịnh Hải trên đường Zoom Thế Giao Niệm: thưa thầy, con quyết tâm đời này niệm Phật vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, nhưng mà con bán đồ gọi là đồ tạp hóa đó, nó có hành nè, tỏi nè, rồi nước mắm nè, rồi đủ thứ. Bây giờ sao? Thầy Diệm Tịnh Hải có nói nhiều khi á, mình bán hành bán tỏi á, chỉ có 1, 2, 3, 4, 5 người vô mua thôi, nhưng bây giờ mình đừng bán đấy nữa, đừng có bán hành tỏi nữa, biết đâu hộ pháp gia hộ 50 người vô mua rồi sao? Thay vì bán vậy gì, cà chua nè, dưa leo nè, đúng không, ớt nè, gừng nè, không bán hành bán tỏi. Tại sao? Cái đó là chư vị vô hình họ tới, đó là thầy dám trả lời, cũng chỉ nhắc lại thôi nha. Vậy thì xin thưa với vị đồng tu này, nếu đời này mà chúng ta có tâm gọi là tha thiết muốn chấm dứt đoạn tận sanh tử luân hồi ngay trong đời này, muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, Hạnh Phúc tha thiết khuyên vị đồng tu này
nên tìm cái nghề khác bán đi, làm đi. Và khi mình tìm cái nghề khác bán á, làm á, thì vạn sự khởi đầu nan, lúc nào cũng khó khăn hết. Nhưng gian nan đừng bỏ cuộc. Tại sao khi mình làm buôn bán làm ăn á, chứ vị nghĩ rằng là mình là bán cái đó có lời chứ nữa. Xin thưa rằng, nói thiệt với chư vậy, ở trong Hạnh Phúc đang sống trong Bình Dương. Bình Dương có cái chủ quán nhà nè, mở ra nhà hàng hải sản. Mở ra hải sản là đầu tiên làm ăn phát đạt lắm. Mở tới khoảng 7-8 cái cửa hàng, nhà hàng bán hải sản. Cuối cùng mà bán một thời gian đầu á, lừa dữ lắm. 4-5 năm sau, nó thua lỗ lần. Cuối cùng á, ông cha bán đầu á, thì đứa con đi ra cờ bạc, phá gia trị tử, thậm chí đâm chết người luôn, ở tù luôn. Có nghĩa là ông cha làm ra tiền là làm trên cái nghề buôn bán hải sản, đứa con thì đi đánh cờ bạc, thậm chí giết người luôn, cuối cùng ở tù. Cuối cùng là thay vì bây giờ còn lại có một cái cửa hàng hải sản này, từ khoảng hình như là 90 cái nhà hàng nha, bây giờ còn lại một cái thôi. Tại sao? Chư vị đừng nghĩ rằng là chư vị bán hải sản đó nó lời tiền vô như nước. Không phải là do chư vị bán đắt đâu, mà do cái phước trong đời trước nó còn lưu lại. Hạnh Phúc thường lấy một ví dụ á, đời trước mình tu nhân tích đức nhiều quá, nó giống như một cái thau nước thật là lớn, thau nước sạch thật là lớn. Đời này mình làm việc bất thiện, việc ác, nó giống như một cái chén nước, chén ăn cơm á, mà chén nước dơ. Một chén nước dơ mà đổ vô một thau nước sạch, nó vẫn còn sạch, đúng không? Ngược lại, nếu như đời này mà mình mà buôn bán, mà làm ăn, mà lời á, là do tất cả đều cái phước trong đời quá khứ nó còn lưu lại trong đời này, do đó mà mình mới buôn bán làm ăn lời. Khi mà cái phước nó hết rồi á, thì cái nghiệp nó đến, nó trả, xin lỗi chứ vậy, gấp 100.000 lần luôn, chứ đừng phải một đầu, hai đầu. Vì thế mà hồi nãy có cái câu nói là bây giờ vợ chồng á, đúng không? Vợ chồng trong đời trước là thiếu cái duyên, thì đời này cái duyên nó đến nó cũng thiếu luôn. Do đó mà nghề chúng ta nên cố gắng đi, đúng không? Hy vọng một lần nữa, đây là lời của Đại Lão Hòa Thượng Ân Sư, Ngài giảng trong Kinh Địa Tạng. Thế gian này có 360 nghề, không phải có một nghề. Vậy thế mà Hòa Thượng khuyên cho Hạnh Phúc Yên Nhang, khuyên những người này nên chuyển nghề, làm nghề lương thiện đi. Lương thiện là gì? Là mình bán, có là bán áo quần nè, bán giày dép nè, rồi làm tóc nè, rồi bán nữ trang nè. Quá trời quá đất nhiều lắm chứ vậy. Đó là Hòa Thượng khuyên đó, đúng không? Tại sao? Tại vì mình muốn vãng sanh về Tây Phương Lạc thì tuyệt đối không liên quan tới sinh mạng chúng sanh. Chúng ta bị nhớ. Con cái, vợ chồng trong đời này chỉ là cái duyên trong đời này mà thôi. Chúng ta đâu phải có một người chồng, một người vợ, mấy đứa con trong đời này đâu. Nếu chư vị nghe trong tọa đàm để hiểu thấu đúng qua pháp hộ niệm á, tọa đàm 268, thầy Dâm Tình Hải có nói, chúng ta trong đời quá khứ á, không phải có 300 triệu ông bà cha mẹ con cái vợ chồng đâu, mà chúng ta có 300 tỷ. Thầy Dâm Tình Hải nói năng không tin chư vị về nghe coi, tọa đàm 268. Vậy thì chỉ vì trong một người chồng, hai đứa con trong đời hiện tại này mà mình quên những người chồng, những người cha, người mẹ trong đời quá khứ sao? Chúng ta phải quyết chí vãng sanh Tây Phương Lạc, chúng ta mới cứu ông bà cha mẹ trong đời quá khứ, cứu luôn ông chồng trong đời hiện tại này, cứu luôn đứa con, mấy đứa con trong đời hiện tại này, thì ta mới làm tròn nghĩa vụ của một người vợ, nghĩa vụ của một người mẹ, đúng không? Thì hy vọng một lần nữa, Hạnh Phúc chỉ nói là lời của Hòa Thượng Ân Sư Ngài khuyên, chứ không phải Hạnh Phúc khuyên, là chư vị nên chuyển nghề đi, đừng làm nghề này nữa, đúng không? A Di Đà Phật. Di Đà Phật. Xin đại chúng cho một tràng pháo tay thật lớn để cảm niệm tri ân công đức của thầy Thích Cảnh Phú. A Di Đà Phật. Bát Đạt đây. Dạ, A Di Đà Phật. Đạo Thịnh xin đính chính lại, bởi vì lúc nãy do là nghe câu hỏi chưa rõ,
Ở trong này nó có một cái yếu tố là khi lúc lâm chung ấy thì bố con có được dùng cái máy trợ thính không ấy. Thì trường hợp lâm chung đây nó có trường hợp là một là trước lâm chung và sau lâm chung. Nếu như trước lâm chung có nghĩa là lúc yếu mệt ấy mà ông cụ vẫn còn phải đeo mới nghe được ấy thì vẫn phải nên đeo. Đấy. Chứ còn nếu mà sau khi lâm chung thì cái máy trợ thính nó không có tác dụng nữa. Nhưng mà trước lúc lâm chung ấy, có nghĩa là chưa tắt hơi thì cái máy trợ thính vẫn có tác dụng. Bởi vì lúc đấy vẫn nghe bằng cái tai này. Đấy. Thì đạo thành đính chính một chút như thế nhá. A Di Đà Phật ạ. A Di Đà Phật. Dạ, câu hỏi tiếp theo cũng là câu hỏi cuối cùng của buổi hội thảo ngày hôm nay. Chúng con xin được gửi đến Thầy Thích Tịnh Hải. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa Thầy Tịnh Hải, con có một câu hỏi. Ba con năm nay đã 90 tuổi. Ngày ngày ba con siêng năng niệm Phật, cầu vãng sanh và phát tâm ăn chay trường đã được 11 năm. Ba con đã có mời ban hộ niệm mấy năm nay rồi. Thời gian gần đây, ba con phát hiện ra mình bị bệnh rất nhiều, tim, gan, thận. Tuy bác sĩ chưa chê, nhưng lại không thể chữa trị bệnh được, chỉ cho thuốc để chữa triệu chứng và cầm chừng căn bệnh mà thôi. Bác sĩ nói trường hợp của ba cũng có thể bị đột tử. Con kính xin Thầy Tịnh Hải từ bi cho ba con một lời khuyên. Làm thế nào để chuẩn bị cho sự vô thường không hẹn mà đến, để cuối đời ba con được phước phần an toàn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Trong một đời này, ba con sinh sống mà nuôi gia đình bằng nghề đánh cá khoảng chừng 50 năm. Con thành kính tri ân Thầy ạ. Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Tiếp theo lời nói của Ngài Hạnh Phú và của Ngài Đạo Thịnh, ứng dụng vô cái trường hợp của bà của mình hình như đúng rồi chứ vị. Đừng bao giờ nghĩ rằng là mình niệm Phật 11 năm hả? Nghe nói 11 năm phải không? Là mình ngon lành nha chư vị. Mà muốn ngon lành thì càng niệm Phật chừng nào, mình càng thấy hình mình còn thiếu nợ chúng sanh càng nhiều. Mà càng thiếu nợ chúng sanh càng nhiều thì mong chư vị càng niệm Phật nhiều hơn nữa. Như vậy thì nếu mà chư vị hiểu được như vậy thì cái từng giờ từng phút mình ráng cố niệm Phật đúng quyết chí vãng sanh đi mới giải được cái ách nặng của mình. Bao nhiêu năm qua mình làm nghề đánh cá, cái nghiệp này nặng lắm đấy. Nếu giả sử như mình không biết con đường vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, thì Tịnh Hải này nghĩ rằng là khi cuối đời mình, cuối đời của ba mình đấy, ách nạn không phải chỉ những cái bệnh nhỏ nhỏ đến với mình đâu. Không phải là những bệnh nhỏ nhỏ trong đời này đâu, mà là cái bệnh kéo mình xuống tam đồ ác đạo, chiêu nạn từ vô lượng kiếp. Và lúc đó cái bệnh của mình bị cắt, bị cưa, bị xéo, bị hành, bị hạ, nặng lắm đấy chưa vậy. Cho nên thiếu biết được như vậy thì cha mình đã niệm Phật, đã ăn chay trường, đã phát tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, xin gia đình con cái hỗ trợ tích cực, động viên tích cực, đừng để cha mình bị thối tâm nha chưa vậy. Hãy nói rằng là thực ra nếu mà cái nghiệp mà nó đổ ra đúng mức thì cha mình bị nặng hơn, chứ không phải là những cái bệnh sơ mà bác sĩ nói là còn cho thuốc để mà còn giảm bớt cơn đau đâu chưa vậy.
Xin thưa, khi mình sát sinh hại vật để mà dùng cái máu thịt của sinh vật để nuôi từng tế bào trong cái cơ thể của mình, như vậy có phải là từng cái tế bào trong cơ thể của mình là cái món nợ rất nặng về sinh mạng của chúng sanh không? Chứ vị có nghĩ như vậy không? Rõ ràng như vậy, một tế bào mà mang nợ sinh tử của chúng sanh thì một cái tế bào đó sẽ là một cái oán nạn cho chính mình phải trả, chứ không phải là tế bào đó nó nuôi mình đâu. Chứng tỏ rằng rất nhiều người sau cùng khi bệnh đến, cái thân thế mình nó đau như buốt, mà nó đau chư tổ thượng nói giống như là tứ đại phân ly ra. Tại sao tứ đại phân ly ra vậy? Tại vì chính những tế bào của mình là hưởng thụ lấy những cái đau khổ của chúng sanh, mà nhân duyên quả báo tự hào con trai, cho nên chính từng cái tế bào đó lại là một cái nguồn đau thống thiết. Mà nó đau thì ai cảm giác cái đau đó? Chính mình cảm giác cái đau đó, chứ cái tế bào đâu có cảm giác được, phải không? Chứ vậy quý vị có hiểu không? Cái tế bào nó không cảm giác mà chính mình cảm giác. Mong chư vị hiểu được như vậy. Thì khi chúng ta tu hành như thế này, đừng nghĩ rằng khi cuối đời ta sẽ an dương tự tại, ta sẽ có đủ tất cả những phước lạc của chư vị Đại Bồ Tát, mà đứng vẫn tranh, ngồi vẫn tranh, muốn nằm thì làm, muốn đứng thì đứng, muốn đi lúc nào đi. Không phải như vậy đâu. Mà chúng ta ra đi trong oán nạn của chư oán thân trái chủ đổ dồn vào cái thân mình nữa. Hiểu được như vậy thì mong chư vị phải lập cái hạnh này nhé, là cái hạnh khiêm cung, là cái hạnh tự nhận mình là phàm phu, cái hạnh còn nhờ chư Phật Bồ Tát gia trì cho mình. Chư vị ơi, rất nhiều người nhờ cái hạnh này mà được Phật lực gia trì, cơn đau tự nhiên biến mất. Ngài Ấn Quang dạy, Ngài Ấn Quang dạy, nếu mà chúng ta thành tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, đúng hợp với đại nguyện của Đức A Di Đà, ta được chư Phật phóng quang gia trì. Mà trong kinh Vô Lượng Thọ nói, người nào mà được Phật quang phóng tới gia trì thì thân ý nhu nhuyễn, thân ý nhu nhuyễn thì không còn đau nữa. Chư vị ơi, thực sự đây, lúc còn sống có những người ung thư mà nhờ cái tâm thành niệm Phật mà được Phật gia trì, khi mà Phật phóng quang tới gia trì thì cái thân của họ nó nhu nhuyễn, nó an hòa, nó không có đau. Mà trước đó thì đau, đau tới rợn người. Cái ý nhu nhuyễn là ví dụ như hồi nãy có những người nào, thì khi mà tôi lên cơn, tôi gặp nạn thì tôi sợ hãi vô cùng, cái tâm tôi bất an mà tôi kinh hoàng. Nếu mà chư vị thành tâm niệm Phật, chân thành niệm Phật, trí thức niệm Phật, thì được Phật quang phóng tới gia trì cho chư vị, những cơn sợ đó tự nhiên biến mất, trả về cho cái tâm chúng ta một sự an tịnh, gọi là ý nhu nhuyễn đó chư vị. Đến lúc mà khi xá báo thân rồi mà người ta vẫn mớ nụ cười tươi như hoa trên khuôn mặt, và cái thân của họ nó còn mềm mại đẹp vô cùng. Ví dụ như ngày hôm nay, chính ngày hôm nay, Ngài Pháp Hòa ở bên Huế đã hộ niệm cho một người mới vãng sanh đây mấy tiếng hồ này, sau 12 tiếng hồ bất cả tư nghị. Từng ngày từng giờ. Nếu mà ngày mai chắc là Ngài Pháp Hòa không vào đây được. Nếu vào được thì bị hỏi Thầy Pháp Hòa, hình như có Thầy Hạnh Phúc cũng có tham gia vào hội niệm này. Bất khả tư nghị. Sở dĩ mà chúng ta hướng được cái này là do cái tâm thành, tâm kính. Như vậy thì khi người cha của mình mà bị cái nạn này, thì Ngài Ấn Quang nói là đúng ra với cái nghiệp của ta, ta phải chịu đựng nặng hơn nữa. Và sau cùng ta xuống tam đồ ác đạo để trả những cái món nợ mà ta đã gây hại cho chúng sanh. Nhưng mà những cái món nợ kinh hoàng đó, những cái nghiệp nặng nề này đó, nó chuyển thành một cái cơn bệnh trong đời này. Dẫu có nặng nề gì chứ mấy cũng là một căn bệnh chưa làm ta chết, tức là vẫn còn nhẹ, chứ vậy có thấy không?
Nếu lợi dụng cái này mà khởi phát niềm tin lên chư vị niệm Phật, tự nhiên được Phật lực gia trì, vượt qua cái ách nạn nghiệp trước này, ta đi thẳng về Tây Phương Cực Lạc. Bạch với chư vị, tình thái này có gặp một trường hợp, một bà cụ bị ung thư, mà bác sĩ ở bên Úc tuyên bố rằng là bà cụ này sống nhiều lắm là 2 tháng thì phải chết thôi. Ở bên Úc vấn đề y học và nó y khoa người ta chữa miễn phí, hoàn toàn miễn phí, thuốc thang đều miễn phí hết, không có gia đình không tốn đồng nào. Và người ta còn nhiều khi mà mình không uống thuốc, y tá tới tận nhà mình để cầm cái thuốc đưa vào trong miệng mình rồi nuốt cho mình uống nữa. Người ta lo lắng như vậy đấy. Nhưng mà rồi bà cụ này biết rằng là mình sắp chết rồi. Bây giờ bà cụ nói bây giờ quyết lòng niệm Phật, không muốn uống thuốc nữa để cho chết sớm. Thì con cái cũng ủng hộ tinh thần như vậy và hứa với các vị y tá là tôi sẽ cho mẹ tôi uống thuốc đầy đủ. Bà cụ này quyết lòng niệm Phật, quyết lòng niệm Phật. Và lúc đang bệnh như vậy, bà cụ từ thành phố sẽ đi trở về Brisbane là chỗ của The Night Up, giữ một cốt phẫu thuật 10 ngày. Sau cùng rồi trở về đi vãng sanh, trở về thăm vãng sanh. Hoàn toàn từ đầu cho đến cuối bà cụ không mớ một tiếng la, một tiếng hét, một tiếng đau, một tiếng rên nào cả. Lạ lùng con chư vị. Cho nên cái tâm tin tưởng của chư vị nó sẽ giúp cho chư vị vượt qua cái ách nạn gọi là ác đạo tự bế tắc, là cái phương pháp niệm Phật vãng sanh này đây. Nếu chư vị thành tâm thì những cảnh khổ này tự nhiên nó bế tắc. Đây là Phật lực gia trì. Một khi mà Phật lực gia trì như vậy mà ta tiếp tục niệm Phật thì Phật tiếp tục gia trì chúng ta an nhiên tự tại để chờ ngày mãn báo thân chúng ta ra đi. Ví dụ như cái cụ đó, khi mà cụ ra đi xong rồi, thân tướng tốt đẹp vô cùng, mà gia đình khi trà tì xong còn lấy lại được 37 viên xá lợi đẹp lắm nha quý ơi. Và khi mà bà mẹ ra đi rồi mới trả lại cho các vị bác sĩ một cái rổ mây thế này để thuốc, gọi là thuốc trị bệnh ung thư đó. Các vị bác sĩ ngạc nhiên luôn, hỏi là khi mà tới hạ khám đi, người này chết bao lâu rồi? Là chết mười mấy tiếng đồng hồ rồi. Mười mấy tiếng đồng hồ sao thân tay còn mềm mại như vậy? Nhưng mà gia đình nói ngày mai chư vị tới đây, bà cụ tôi vẫn còn mềm mại đấy. Cho nên mình thấy không, mong chư vị hiểu được như vậy thì khuyên tấn cha mình cố gắng niệm Phật, đừng nên thối tâm. Đừng nên thối tâm nha chị vị. Một lần thối tâm là chúng ta thối luôn tới cái chỗ khổ nạn. Chứ thực ra thì nếu cha mình mà tạo tội chướng là do một đời mà làm gì đó bắt cá bắt đồ như vậy, bây giờ cái nghiệp nó sinh ra, chấp nhận đi, hoan hỷ đi, quyết chí phát thể niệm Phật cầu sanh Tây Phương đi. Một cái tâm nguyện này giúp cho cha mình vượt qua tất cả. Mong chị vị tin tưởng đi. Còn thuốc thang mà bác sĩ cho cứ việc uống, cho không ai bắt chư vị đừng bỏ. Uống lắm tốn tiền, nhà nước cũng tội nghiệp, tốn tiền gia đình cũng tội. Uống cho đỡ đau đỡ bệnh, nhưng mà lòng thành của chư vị tự nhiên giúp cho người bệnh, giúp cho cha mình, giúp cho chính chúng ta vượt qua rất nhiều ách nạn đấy. Tin tưởng mà đi con đường an lành vãng sanh nhé chư vị. A-di-đà-phật. Dạ xin đại chúng cho một tràng pháo tay thật lớn để cảm niệm tri ân công đức của thầy Thích Tịnh Hải. Dạ cũng xin gia đình quyết tâm mà tin tưởng làm theo lời hướng dẫn của thầy Tịnh Hải, làm theo lời hướng dẫn của ban hộ niệm. Xin cụ là quyết lòng là tin tưởng gìn giữ câu Phật hiệu đến tận hơi thở cuối cùng, không bao giờ được chủ quan. Lắng nghe làm theo lời ban hộ niệm thì một đời này cụ sẽ được an toàn vãng sanh. Xin con cháu thành tâm ủng hộ. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ kính bạch chư tôn đức tăng ly, kính thưa đại chúng, thời gian trôi thật là nhanh. Ngày đầu tiên của pháp hội hôm nay đã khép lại. Chúng ta thấy thời gian trôi có nhanh không? Nhanh không chư vị? Đúng là vô thường tấn tốc.
qua thời gian của Pháp hội ngày hôm nay, chúng ta rất là hoan hỷ. Không biết là chư vị có hoan hỷ không? Có lợi ích không? Có không? Dạ, kính bạch chư Tôn Đức là chúng con vô cùng là hoan hỷ được lắng nghe lời khai thị của chư Tôn Thượng Tọa, chư Hòa Thượng Đại Đức, thầy Tịnh Hải, thầy Đạo Thịnh, thầy Thích Hạnh Phú, mà tâm chúng con rất là hoan hỷ, an vui, sung mãn, tin tưởng, nhận ra rằng đời này chúng con chính là những người là phàm phu, tội chướng sâu nặng, nhưng mà cũng có cơ hội để mà thoát được sanh tử luân hồi, cũng có cơ hội một đời này vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đó là lương vào pháp niệm Phật hộ niệm vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Chư vị có đồng ý với con là như vậy không? Chúng con nhận ra pháp hộ niệm đối với chúng con là tối quan trọng, không thể thiếu được. Và tất cả là nhờ lòng thành của mình, quyết lòng dùng lòng trí thành trí kính, nghe theo, làm theo lời hướng dẫn của ban hộ niệm, để xây dựng tín tâm của mình vững vàng, nguyện vãng sanh tha thiết và chuyên nhất một câu Phật hiệu niệm đến tận cùng. Còn kết hợp với nhau thành nhóm đồng tu, thành lập ban hộ niệm, hộ niệm cho nhau, giúp đỡ cho nhau từ ngay từ bây giờ đến tận ngày xả bỏ báo thân, để chúng con ai ai cũng được phước phần vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Chư vị có đồng ý là như vậy hay không ạ? Xin đại chúng một lần nữa cho một tràng pháo tay thật lớn để cảm niệm tri ân công đức của chư Tôn Đức Tăng Ly ở hiện tiền ở Pháp hội, cũng như là chư Tôn Đức Tăng Ly ở trên đường Zoom đang chứng minh cho chúng con. Cũng xin thành tâm cảm niệm tri ân công đức của tất cả chư vị đồng tu đã từ sáng sớm đến giờ lòng rất thành, mặc dù là thời tiết lắng lóng mà vẫn ngồi đây từ sáng sớm đến bây giờ để lắng nghe lời hướng dẫn của quý thầy. Xin chư vị tự cho mình một tràng pháo tay để thưởng cho mình. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật.